hả? Đó, bán em hết đi còn sống hả? Cá bóng loa ha anh. Dạ. Anh có quen mấy bạn bên kia luôn hả? Ok. Đâu? Còn sống hả? Ok, để em lại em. Để em lại em mua. Được mấy ký anh? Được mấy ký? Got inside. Get home. Go home, go home. Go home. Người lạ. Go home. À, để xuống, để xuống anh. Hả? Để xuống, để xuống. Để xuống. À, cái bóng sao hả? Cái bóng gì vậy? Rồi. Làm tí á. Sống không ta, sao thấy nằm lơ đơ hết vậy? Không hả? Cái gì á? Cái gì á? Cái gì á? Hả? Cái gì hả? Ờ, phóng xanh mà, đâu có ăn đâu. Hiểu không? Thì anh để về xuống, con nào nó sống thì nó sẽ bơi. Đi đi. Dạ. Rồi, anh bán em nhiêu? Đi thêm ngàn á. Ok anh. Này được mấy ký con? 5 ký hả? Nào sống thì cho nó bơi đi hết đi. Cầm đây bơi thôi. Ok. Mấy con chết thì để lại chứ. À đó. Ờ hả. Chi chi. Chi chi. Rồi thả đi em. Dạ. Rồi. Đấy. Nhanh quá vậy. Ừ. Ok. Giờ lấy tiền sao, lấy tiền chung với bên đó được không? À, bên kia là chết rồi. Cái gì? Bên kia mà. Bên kia đang bắt mà. Vậy hả? Ok, vậy là 300 ngàn đúng không? Dạ xin phóng sanh số cá bóng hồi nãy cho Bồ Tát Lê Thị Hôn. Dạ. Nó vẫn còn sống, chết cũng ít lắm, nó bị ngáp ngáp thôi. Anh mới bắt lên luôn hả? Rồi. Giờ anh bắt nữa hả? Bắt nửa khúc này luôn hả? Ừ. Để đây á. Vậy hả? Ok. À vậy giờ anh còn giăng bẫy ở khu này đúng không? Dạ. Khoảng bao lâu nữa? Cỡ 20 phút. 20 phút rồi. Được, tại em còn mua của anh kia nữa. Hồi anh vô rồi lấy tiền anh luôn.